Shop My Lan Huỳnh xin chào mọi người nha. Hôm nay thì shop sẽ giới thiệu cái bộ bộ này là bộ 7mm, bộ cao su non. Bộ này của hãng Tay & Sell. Mặt ngoài thì nó họa tiết khá là đẹp, màu màu xám kết hợp với chấm xanh, nhìn khá là đẹp. Mẫu này thì nó còn màu đỏ nữa. Mẫu này thì là 7mm nha mọi người. 7mm full dày 7mm từ trên xuống dưới luôn. Nguyên bộ này thì nặng 2,6 kg. Bộ cao su non này thì mặt trong nó cũng có tính chất là hít hít giống như bộ cao su non của 2C. Đây là bề mặt ngoài của cái bộ này. Bên ngoài thì nó sẽ may bên ngoài thì là cái mặt ép và đường chỉ may thì cực kỳ chắc chắn. Phía bên trong là cao su non. Một cái bộ như này thì nó sẽ gồm có áo và quần. Áo thì nó sẽ có cái vạt để chống lật đó mọi người. Cái này thì nó sẽ gắn lên. Thì nói chung là mẫu này nó gồm một cái áo rời quần rời, mà áo thì sẽ không có dây kéo. Mình sẽ chui mặt chui ở phần cánh tay thì nó sẽ có cái lớp chống trầy ở phía cánh tay ngay chỗ khuỷu tay. Mẫu này là em đang quay là mẫu size L và XL. Mẫu này thì nó chỉ có size từ size M trở lên, không có size S. Size M thì tầm cỡ 58-60kg, 62kg. Size L thì cỡ 65-70kg. Size XL tầm 70-75 và 2X là 75-80. Thì mẫu này nó không có size S nha mọi người. Cho nên là mà size form của nó cũng là form to, nên là mình mặc thì ta chọn size đúng theo số ký với cân nặng. Đây là cái chỗ phần đầu gối, phần dưới ống chân. Bộ này thì khách em đã mặc được hơn 2 năm rồi. Ý là đã có khách mặc 2 năm rồi, và đợt này thì khách đó đặt lại cái bộ này lại. Mẫu này thì chịu nhiệt độ rất là ấm nha mọi người, mặc ở tầm 10 độ vẫn chịu được. Và nó cũng và mẫu này là nó mình đặt hàng bên shop thì sẽ nhận order đặt hàng á mọi người. Có nghĩa là bộ này thì mình cần mẫu nào thì cứ đặt cho shop, shop sẽ đặt về tầm 15 ngày sẽ có hàng về tới. Đây ạ, cái chất liệu của cao su này thì nó cũng khá là bền. Tuy nhiên là bên trong là cao su non nên nó cũng rất là dễ bị móc rách. Nếu mà mình có móng tay dài á là nó dễ bị móc vô trong cái này và nó rách ra một chút xíu nha mọi người. Nếu như mà mình cho nên là mình nên cắt móng tay ngắn khi mà mình mặc, mình lộn cái áo này ra hoặc là mình mặc áo này. Còn nó có mẫu này nó cũng rất là khó mặc nha mọi người. Mình phải dùng chất bôi trơn để mình mặc thì nó mới dễ hơn. Chất bôi trơn thì người ta sẽ dùng dầu gội hoặc là không, người ta dùng sữa tắm hoặc là dầu xả tóc đó mọi người. Thì người ta hòa với nước lạnh, sau đó người ta tráng lên cái lớp áo này thì mình khi mình tụt vào nó dễ hơn. Đây là cái quần mặt trong nha mọi người. Mẫu này thì hiện đang có giá là 3,5 triệu. Nói chung là tùy thời gian, tùy trường hợp thì giá nó sẽ có dao động nha mọi người. Năm nay thì giá nó rẻ hơn năm trước đó. Mọi người có nhu cầu đặt mẫu này á thì cứ liên hệ với em nha, liên hệ để mà em đặt hàng về cho có sớm cho mình. Bộ này thì rất là đẹp luôn và rất dày rất ấm. Rồi em xin chào.